Ai cắn? Con cắn đúng không? Quay đây nè, quay đây nhìn mẹ nè. Cái này con cắn đúng không? Không phải Minh Xu cắn đồ nữa mà là con cắn đúng không? Nè, thả ra. Ăn được ăn luôn đi nghe chưa? Ăn đi nha. Khỏi ăn thịt nữa nha. Ăn cái này sống đúng không? Ngậm gì luôn tới chiều nha. Khỏi ăn thịt nữa nha.